rồi nó hàng xong rồi chừng nào người ta kêu đá mình mới đá. Tao về xuống liền mà tưởng về lâu chứ.
không không đó này. Bên nó đá nghĩ thành viên đang không canh biên vô cho bỏ bán bằng thua chưa. Ừ, biên nghĩa giờ nó càng ăn hết đấy. Chị con nè, dắt qua kia đây con. Không không, mập, dắt kịp chi bỏ bên kia. Trời, giờ đứng chỗ nữa rồi. Yeah.
bên Phước phản lưới nhà này, Phước phản lưới nhà này. Ở lại luôn hả bà?
Đá cái cuối rồi, đá penalty đi. Đâu đá penalty đi. Bớ con vô đá đường biên luôn ấy. Ở đường Phước Thủ Giữa của mình đó. Đâu có banh cơ.
Con về hả? Về hả? Về. Nhận xuống. Về xuống xuống rồi sao? Thấy mẹ con đang ốc nhảy mà sao nghe hỏi nhiêu ký mà mẹ con nói hả? Thấy mẹ con đang ngày sáng. Ê, sáng mẹ con bán hả? Ừ, mẹ con có bán với cái bài gì vậy? Sáng thấy mẹ con đang lên hỏi nhiêu ký mà mẹ con trả lời. Để gì đó giờ hỏi gì? Chứ sao mua? Ờ, nhiêu ký vậy? Để giờ hỏi mẹ con đó. Đi đá hết thì một rồi. Mấy đá con? Mới á. Đá là 4.5 rưỡi. 4 rưỡi. Đá 5 rưỡi. 5 rưỡi. 15 cuốc.
Mai mai nghỉ học học con. Dạ. Hôm nay cái học dục á. Lấy gì ra nhựa? Có cái dao không?